Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh nhá. Bán đồ chơi và phụ kiện cho anh em đam mê. Trong chương trình hôm nay xin giới thiệu với lại các bác một cái bộ đồ chơi mới nhá. Cho anh em đam mê đi săn bẫy, đi phượt. Đó là một chiếc xẻng quân dụng. Xẻng đa năng nhá, xẻng đa năng, xẻng quân dụng, xẻng mini. Nói chung là cái xẻng này là đa năng mọi tác dụng. Vừa dài vừa ngắn, lúc dài tùy theo các bác sử dụng nhé. Thế đây là khi mình bật thẳng ra thì nó tạo thành một cái xẻng giống như thế này. Còn nếu mà mình làm nó cong lại thì sẽ tạo thành cái cuốc kiểu như thế này. Thì các bác có thể là cuốc này, cuốc hoặc là xúc, là tùy các bác nhé, cuốc hoặc là xúc. Ở cái cán này thì được tạo thành 3 khúc bằng kim loại các bác nhé, mà khúc bằng kim loại. Chiều dài của cán là 55 cm. Tính từ lưỡi xẻng cho tới trên đỉnh của cán là 75 cm. Thì cái xẻng này là một xẻng đa năng, giúp các bác là cuốc đất này, chặt cây này. Cái lưỡi này rất là bén, hạt là cây này nha các bác nhá. Cái lưỡi xẻng này ấy, thì là rất là dày. Nó khoảng 2 ni rưỡi tới 3 ni đấy, 3 ni nhá. Lưỡi trên này là hình lưỡi cưa, giúp các bác để cưa cành. Còn cái này thì là cái nhàm, giúp bật nút chai hay là cậy nhàm nhá. Đấy, cái lưỡi xẻng này là bằng thép, chất thép rất là tốt, rất là dày. Cán xẻng này thì bằng kim loại, được tạo thành 3 ống nối liền với nhau nhé. Thì đây là tôi giới thiệu sơ qua về cái xẻng đa năng cho các bác. Xẻng này thì ngoài chức năng đi rừng, phạt cây, xúc đất, cuốc đất, đào, thì nó có thể là một chiếc xẻng có chức năng tự vệ luôn các bác nhé. Chức năng tự vệ rất là tốt. Thế còn tính ưu điểm của nó thì rất là gọn gàng, nhỏ gọn, nguyên một bộ. Khi các bác gặp gọn ra thì chỉ nằm trong hộp như này nhé, nằm trong hộp gọn gàng như này. Thì đây tôi giới thiệu các bác một hộp mới bao gồm những phụ kiện gì đây các bác nhé. Đây, trong này đây, một chiếc lưỡi xẻng và chiếc một ống ngắn nhất, ống dưới cùng nhé. Lưỡi xẻng này thì được bao bọc bởi túi màu đèn gì này, túi vải đèn gì. Đây, các bác bỏ túi ra thì sẽ thấy cái lưỡi xẻng. Các bác quan sát kỹ này, cái lưỡi xẻng này rất là dày, bằng thép. Cái này nó phải tầm gần 3 ni các bác nhé, gần 3 ni. Đây, thế cái phía chuôi này các bác tăng căng lên thì nó là chiếc xẻng đứng để cho các bác xúc nhé. Thế còn các bác nhả ra xong các bác quặp nó vào thì nó sẽ tạo thành cái cuốc, sẽ tạo thành cái cuốc. Đây, tạo thành cái đứa cuốc này. Đó. Đây các bác nhé. Thì đây tôi giới thiệu sơ sơ thôi. Tôi sẽ có cái clip giới thiệu chi tiết hướng dẫn các bác cái cách dùng, cách lắp luôn. Và tiếp theo là hai khúc nữa của cái chuôi, của cái cán xẻng nhé. Hai khúc nữa của cán xẻng. Thế ngoài ra ấy, thì nó còn có thêm là cho các bác là một lưỡi dao. Một lưỡi dao bằng kim loại. Phía dưới là lưỡi sắc này, phía trên là lưỡi cưa. Một đầu tô vít, một đầu 4 cạnh, một đầu 2 cạnh nhé các bác nhé. Bây giờ tùy vào mục đích sử dụng, các bác sử dụng ngắn thì các bác xoáy 2 khúc nhé, 2 khúc như này. Thế còn các bác sử dụng dài thì các bác xoáy 3 khúc. Khi các bác sử dụng cả 3 khúc thì các bác nên xoáy khúc nhẫn này, nằm ở giữa nhé. Thế còn 2 khúc mà nó có làm cái độ nhám này ấy, thì mình để 2 đầu. Để khi mà mình sử dụng ấy, là tay mình cầm thì mình sẽ cầm vào 2 cái đoạn trên này, 2 đoạn nhám này này, để cho nó tăng độ ma sát nhé, tăng độ ma sát khi các bác hoạt động, các bác cuốc nhé. Thế cái khúc nhẫn này các bác nên để ở giữa. Đấy. Thế đây là giới thiệu sơ qua về chiếc xẻng quân dụng, xẻng đa năng, xẻng đi rừng, xẻng đi phượt, xẻng tự vệ nhé, cho các bác đam mê chơi. Thế các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop. Hàng thì luôn luôn là ship COD về tận tay các bác bóc hàng, kiểm tra hàng đúng chiếc xẻng như thế này, đầy đủ phụ kiện như này. Thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng nhé. Thế clip này tôi giới thiệu sơ sơ cho các bác về chiếc xẻng này thôi. Các bác đón xem clip sau, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác từng bộ phận một, cách nắp, cách dùng, từng thứ một nhé. Chào, hẹn gặp lại các bác trong cái clip sau nhé. Xin chào.